Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Chơi cho Khánh Ly một giọng hát dường như chỉ để hát những ca khúc của Trịnh Công Sơn và có thời kỳ những ca khúc của Trịnh chỉ khiến người ta xúc động khi nghe Khánh Ly hát. Nhiều người vì mê say tiếng hát liêu trai ấy mà gọi bà là danh ca Khánh Ly trong những lần trở về quê hương Khánh Ly chân tình. Đừng gọi tôi là danh ca, không đúng đâu. Mấy năm qua, năm nào người yêu tiếng hát Khánh Ly cũng có thể gặp bà ở Hà Nội, bà hát ở nhà hát lớn hay ở Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội hoặc là một trong những quán cà phê nào đó. Vẫn là chất giọng ấy, chỉ là khác bây giờ, bà không còn sung sức như trước. Khánh Ly không giấu điều đó, bà chân thành chia sẻ. Chân thành thừa nhận rằng sau mỗi bài hát ở phần đuôi, ở những câu chương trình trực tiếp, những chia sẻ, những câu chuyện nhỏ của bà tạo nên cái duyên sân khấu khó lẫn kết nối với khán giả ở các thế hệ để nhiều người càng thêm yêu quý bà hơn. Mà không chỉ về Hà Nội, Khánh Ly còn đi dọc Việt Nam mang tiếng hát của mình đến với công chúng mến mộ bà ở Nha Trang, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh. Trong những lần trở về ấy, nếu ai có dịp trò chuyện cùng bà sẽ thấy một câu chuyện trải lòng trong đời bà đều không hề quên. Điều này được khắc ghi, nhất là câu chuyện với Trịnh Công Sơn, rất khó để kiểm chứng hay xác thực. Nhưng như cách bà kể, mọi điều đều xảy ra ở đây gần lắm. Khánh Ly ở tuổi này hay trước đó, bà chỉ tâm niệm mình là một người đàn bà hát. Tôi thích ca khúc của Trịnh Công Sơn, có thể nghe nhiều người hát nhạc Trịnh, chấp nhận cả sự thật mới làm nhiều ca sĩ đương đại. Những ca khúc thời gian, chủ động nghe nhạc thì thường là Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Ca sĩ Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh năm 1945 tại Hà Nội, từng đạt giải nhì trong cuộc thi tuyển lựa ca sĩ nhì đồng do Đài Pháp Á tổ chức tại rạp Norodom năm 1956 khi mới 11 tuổi. Năm 1967, bà kết hợp với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và trở thành hiện tượng của tân nhạc Việt Nam. Những sáng tác của Trịnh Công Sơn đưa Khánh Ly trở thành một trong những ba giọng ca nổi tiếng nhất nhì lúc bấy giờ, bên cạnh Tài Thanh và Lệ Thu. Sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhận xét, khi nghe Khánh Ly hát tôi luôn có cảm giác cô ấy không phải chỉ cho tôi, mà dường như Khánh Ly hát cho chính sự oan trái của cuộc đời mình, hát cho số phận mình. Các ca sĩ sau này, ai hỏi tôi vì sao tôi viết như thế, câu này có nghĩa là gì, có lẽ sự khác biệt là ở đó. Sau năm 1975, Khánh Ly rời Việt Nam và định cư tại California, Hoa Kỳ. Năm 1996, đài truyền hình Nhật Bản đã gọi tên Khánh Ly cho một những 10 nhân vật nổi tiếng để làm phim tài liệu. Khánh Ly bộc bạch, tôi muốn được mãi mãi là một người Việt Nam nguyên hình hài vẹn tròn. Trong cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại, một cộng đồng luôn biết yêu thương nhau bằng trái tim Việt Nam, thì tôi cũng không phải, không đến nỗi phải yêu thương cuộc đời bằng chính trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim, tôi ở đây và tôi cũng cần một trái tim. Khánh Ly là người tạo cảm giác gần gũi khi trò chuyện, gặp bà rồi, trò chuyện của bà cả buổi, vẫn luôn muốn lần sau gặp lại. Chỉ nhớ công sự với người từng trải, hình hài, khiến bà trở thành một người kể chuyện riêng dàng. Tôi tin Khánh Ly khi bà nói, sau 40 năm, tất cả mọi người ở Việt Nam còn nghĩ tới tôi ở tuổi này, khiến tôi rất cảm động, chính vì thế tôi cảm thấy tự nặng lòng, biết ơn Trịnh Công Sơn. Không có Trịnh Công Sơn, không ai biết tới tên tôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.